Từ người thợ làm tóc, một bước trở thành bà trùm trong làng làm đẹp, sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện bậc nhất Sài Gòn, sắm siêu xe vài trăm tỷ đắt nhất Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nghèo, làm nông tại tỉnh Hà Tĩnh, ba thì mất từ năm chị được 11 tuổi, mẹ thì không biết chữ. Vì tuổi thơ đầy vất vả, gian truân cho nên khi chị nhận thức được, mong muốn của chị là phải thoát nghèo. Từ vào làm giày da xí nghiệp trong Sài Gòn, cho đến phụ quán ăn ở quán Lẩu Dê. Với tư duy nhạy bén với xã hội Sài Gòn, chị quyết định phải mở bằng được một quán hột vịt lộn, ốc Việt, bắp nướng, mực khô, cá khô. Yêu cái đẹp, lòng quyết tâm thoát nghèo và ý chí làm giàu rất là lớn, kết hợp với siêng năng cần cù và con mắt thẩm mỹ, nên chị quyết định đi học làm tóc. Rất nhanh chỉ sau 6 tháng, đã từ thợ phụ lên thợ chính, và sau một thời gian đi làm cho ông bà chủ, chị đã mở một tiệm tóc riêng cho mình. Chưa dừng ở đó, từ một chuyên gia làm tóc mà bà còn học thêm trang điểm make up, phun xăm thẩm mỹ, chuyên viên chăm sóc da. Lượng khách hàng đông như chảy hội và tiệm không đủ để chứa, thì bà quyết định mở một tiệm lớn hơn vào 2007. Đây là cột mốc đánh dấu lớn trong con đường sự nghiệp chị trên thị trường thẩm mỹ. Chính vì chị nói được, làm được, nói thật làm thật, đã làm là phải đẹp, nên lượng khách hàng Maliza lúc nào cũng đông như chảy hội. Họ không chỉ yêu quý tay nghề giỏi mà còn yêu quý và ngưỡng mộ về đức tính của chị. Maliza tự tin là thẩm mỹ viện 5 sao, được thành lập từ năm 1998. Sau hơn 20 năm đứng vững trên thị trường, với 12 chi nhánh trên toàn quốc, Maliza hiện đang trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc sắc đẹp bậc nhất tại Việt Nam. Nhiều người biết đến chị, không chỉ qua những hoạt động kinh doanh, mà chị còn là một người phụ nữ vừa có tâm mà còn có tầm, khi thường thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các bà con nghèo như máy chạy thận, xây nhà tình thương, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, xe cứu thương, tô tượng, đúc chuông. Không ai khác, bà chủ tập đoàn Phan Thị Mai.